Quý vị, với những người có mức hưu thấp hơn hoặc là bằng 2,5 triệu đồng trên một tháng, trong thời gian tới có thể sẽ được nhận thêm 250.000 đồng mỗi tháng. Khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ phương án xử lý đối với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, để phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và tuân thủ đúng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì việc điều chỉnh chỉ xử lý đối với đối tượng người nghỉ hưu, người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng trước tháng 4 năm 1993. Mức điều chỉnh được đề xuất là tăng thêm 250.000 đồng một người một tháng đối với người có mức lương hưu dưới 2,5 triệu đồng một tháng. Mức lương hưu sau khi điều chỉnh không vượt quá 2,5 triệu đồng một người một tháng. Trong đó, với phương án điều chỉnh tăng 250.000 đồng đối với cả người nghỉ hưu là hơn 31.000 người và người hưởng trợ cấp mất sức lao động trước tháng 4 năm 1993 với gần 240.000 người. Kinh phí điều chỉnh là 753 tỷ đồng trên một năm. Nếu vẫn điều chỉnh tăng 250.000 đồng đối với người nghỉ hưu, trong khi chỉ tăng 150.000 đồng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng trước tháng 4 năm 1993, kinh phí điều chỉnh sẽ là 475 tỷ đồng trên một năm.